Hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 13 cụm công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch trên 600 ha, trong đó có 11 trên 13 cụm công nghiệp phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng. Trong năm nay, các địa phương đang tập trung các nguồn lực để thúc đẩy các dự án. Năm 2015, triển khai rà soát theo chỉ thị 07 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất trước mắt sẽ tập trung đầu tư các cụm công nghiệp trọng điểm gồm Phát Chi, Ca Đô, Gia Hiệp, Lộc Phát, Lộc Thắng, Đạ Oai, Đình Vằng. Đồng thời thực hiện theo quyết định 105 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt thành lập lại 3 cụm công nghiệp Gia Hiệp, huyện Di Linh, Ca Đô, huyện Đơn Dương và cụm công nghiệp Dịch vụ Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc. Năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phân bổ 3 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương cho cụm công nghiệp Ca Đô để đầu tư xây dựng hạ tầng đường nội bộ và hệ thống thoát nước. Hiện đơn vị chủ đầu tư, Trung tâm Khai thác và Quản lý Công cộng huyện Đơn Dương đang thực hiện các trình tự và thủ tục đầu tư để triển khai xây dựng và hoàn thành trong thời gian sớm nhất.